Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhá. Mình là A Sáng, kênh của mình là A Sáng, cuộc sống tự do. Lái một chiếc xe ô tô số tự động khó hay dễ? Các bạn hãy cùng mình đi khám phá nhé. Mình ngắm quanh xe một tí này. Đó. Bản facelift là nó có cái lồi lồi ra ở chỗ kia. Đấy. Đây. Ngắm từ đằng sau xe nhá. Chìa khóa thông minh này. Ấn vào nút mở này. Ra xe nháy đèn là đã mở. Đấy, việc đầu tiên lên xe là các bạn xem gương đã chỉnh nhìn chuẩn chưa. Đấy, gương đã xòe ra chưa này. Rồi tiếp thắt dây an toàn này. Đấy. Chỉnh ghế ngồi là chuẩn chưa rồi. Rồi thắt dây an toàn, ghế ngồi làm sao tầm nhìn tốt này. Đấy, nhìn sang bên trái, đằng trước, bên phải. Đấy, tầm nhìn tốt, tay vần vô lăng này, cầm được hết. Đấy, cái động tác cầm vô lăng thì hai tay bình thường mình hay cầm như thế này. Còn đi có thể cầm dưới này cho đỡ mỏi tay, tùy người. Đấy, có người cầm trên. Đấy. Còi thì bíp vào đây. Đấy. Chỗ này nó là túi khí nhá. Chân này, chân có thể đạp phanh hết cỡ được, đạp phanh đạp ga ok là được, không chạm đầu gối vào đây nhá, không hề chạm đầu gối vào đây nó đấy. Đây ví dụ như này, đầu gối mình vẫn còn một khoảng thoải mái, không chạm vào đâu cả. Mình ngồi cái tựa đầu rồi lưng nghiêng các thứ là cảm thấy ok. Mình ví dụ đạp phanh này, này vào số D này, hạ phanh tay này. Đấy, thế là mình nhả phanh ra. Ok, xe đang tiến lên. Đó, đơn giản thôi. Đấy, ví dụ như đi đường đông. Đây, mình phanh lại, gặp phanh lại. Tiến lên. Đó, ngon lành. Đúng không? Phanh lại. Ok, và số lùi. Nhìn đường, đằng sau không có ai, nhìn cả hai gương. Ok, buông phanh, xe tự lùi. Đánh lái. Lùi đít về bên nào, đánh lái bên đấy, nó như tiến luôn. Rồi thường thường là như này. Cái vạch này là bánh xe cũng gần đến đấy rồi. Vạch này nó chạm thì xe nó chỉ cách khoảng tầm 15 phân đó. Rồi cái camera, cái vạch đỏ này. Đây là cái đít xe này, cái mà ví dụ tường hoặc là cái gì nó chạm gần đến vạch đỏ này là nó cũng sát nhau gớm rồi. Mình dừng lại, ví dụ mình lại về số P rồi kéo phanh tay, ok, nhả ga ra, có thể là ấn tắt đó. Thế là bây giờ mình có thể quay gương lại. Đấy, ra khỏi xe. Hoàn thành.
round.